Bất ngờ trước khối tài sản khủng của em gái tỷ phú Cẩm Ly tại Mỹ, mức độ giàu có của em gái Cẩm Ly, Hà Phương khiến ai nghe qua cũng phải choáng ngợp. Nói đến ba chị em gái nhà Cẩm Ly, thì ngoài sự nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, thì mọi người còn biết đến họ với cuộc sống sung túc, kèm theo là khối tài sản khủng. Ai cũng sở hữu nhà triệu đô, xe hơi hạng sang và nhiều món đồ đắt giá khác. Tuy nhiên, nổi bật nhất chính là Hà Phương, em gái đầu tiên của Cẩm Ly, từng đi hát và khá thành công như chị gái và cô em Minh Tuyết. Nhưng Hà Phương đã mau chóng lui về hậu trường sau khi gặp và kết hôn với tỷ phú gốc Việt Chính Chu. Ông xã của Hà Phương cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đang là chủ sở hữu một trong 10 chuỗi khách sạn xa hoa nhất thế giới. Đồng thời, ông còn là chủ tịch kiêm giám đốc cao cấp quản lý tài sản của một tập đoàn nổi tiếng tại Mỹ. Ông xã Hà Phương có tổng tài sản lên đến 1 tỷ đô và nằm trong top 40 doanh nhân thành đạt nhất của châu Á tại Mỹ. Giới kinh doanh người Việt sống tại Mỹ đánh giá, ông là một trong những người thành đạt trong cộng đồng. Vợ chồng Hà Phương sống trong không gian như một lâu đài nguy nga. Nội thất mang đậm chất châu Âu bên trong, nơi họ đang sinh sống. Không những có nhà rộng lớn mà hai vợ chồng cô còn sở hữu rất nhiều xế hộp hạng sang và đắt giá. Ngoài căn biệt thự xa hoa như trên, vợ chồng Hà Phương còn sở hữu căn penthouse đủ khiến mọi người choáng váng. Với không gian như thế này thì ai cũng ước được một lần đặt chân đến. Chẳng những vậy, Hà Phương còn có cả phi cơ riêng. Cô từng khiến mọi người sửng sốt khi về Việt Nam bằng phi cơ của gia đình. Vợ chồng cô còn sắm cả trực thăng để đi du ngoạn, ngắm cảnh thiên nhiên. Di chuyển bằng siêu xe hạng sang, Hà Phương luôn là tâm điểm của mọi người mỗi khi cô xuất hiện tại sự kiện, bởi lẽ cô liên tiếp diện những bộ trang phục phụ kiện ở mức giá tiền tỷ. Thi thoảng Hà Phương mới xuất hiện lại sân khấu và mỗi lần đi diễn cô có đến 20 người đi cùng để hộ tống và chăm sóc. Mới đây, hình ảnh buổi gặp gỡ giữa Hà Phương và nữ diễn viên hàng đầu thế giới Angelina Jolie đã gây chú ý đặc biệt cho khán giả. Theo đó, em gái Cẩm Ly là một trong những ban giám khảo quyền lực của Liên hoan phim châu Á thế giới, The Asian World Film Festival, nên được ban tổ chức mời xuất hiện tại buổi gặp gỡ riêng với Angelina Jolie. Nghệ sĩ Ngọc Dầu kể chuyện lấy chồng hơn 32 tuổi và nỗi đau con gái mất vì ung thư. Nghệ sĩ nhân dân trải lòng với MC Trấn Thành khi tham gia chương trình Sao Ánh Hào Quang. Ngọc Dầu kể, bà là con út trong gia đình 7 người, sống tại vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó nhà Ngọc Dầu rất nghèo, họ từng phải đi tìm những cây lát cây nắng, đem về chẻ đôi, lấy ngọn ăn cho đỡ đói. Vì nghèo, nên bố mẹ mới đặt cho tôi cái tên Kim Tiền như vậy, nữ nghệ sĩ gào cội giải thích. Ngày nhỏ, Ngọc Dầu thường phải đi bộ 3 km mỗi ngày để xin học chữ tại một nhà thơ. Nhiều lúc bà gục giữa đường vì đói, nhưng vẫn quyết tâm học chữ để theo nghiệp ca hát. Năm 10 tuổi, Ngọc Dầu đã bước lên sân khấu. 14 tuổi, bà khiến hàng nghìn khán giả xúc động khi thể hiện trích đoạn cải lương, áo tình đắp mộ người yêu. Khi đó, tôi trở thành nghệ sĩ trẻ đầu tiên trúng hợp đồng trị giá 50.000 đồng. Thời ấy, 1.500 đồng đã mua được một lượng vàng rồi, bà hồi tưởng về những ngày đầu bước lên đài danh vọng. Năm 17 tuổi, đang nổi đình nổi đám, Ngọc Dầu bất ngờ lên xe hoa, theo sự sắp đặt của gia đình. Đang đi hát tự nhiên ba kêu về lấy chồng, định sẵn cả ngày cưới rồi, chứ lúc đó tôi có biết yêu đương là gì đâu. Tôi bị gả đi để trả ơn cho người đã giúp đỡ gia đình mình. Vì lễ giáo tôi đành chấp nhận làm vợ người đàn ông hơn mình 32 tuổi. Đám cưới kéo dài 3 ngày, trên xe hoa tôi ngồi thụp xuống gầm xe vì xấu hổ, bà kể. Về nhà chồng, Ngọc Dầu được ông xã lớn tuổi hết mực yêu thương, cưng chiều. Nhưng vì không có tình cảm, những ngày đầu bà kiên quyết không gần gũi chồng. Đêm động phòng, Ngọc Dầu từng la hét, không cho ông xã ngủ chung hay chạm tay vào mình. Sau đó cha mẹ ruột phải xin đón bà về lại nhà, đợi Ngọc Dầu lớn hơn chút vợ chồng sẽ tái ngộ. Hai năm sau, người chồng 51 tuổi hân hoan đón cô vợ trẻ. Dù không yêu nhưng họ vẫn sống với nhau được 19 năm. Khi chia tay, người chồng giữ lại tất cả nhà cửa tài sản. Họ có chung một cô con gái, nhưng người này đã mất từ tuổi thiếu niên vì bệnh ung thư máu. Sau khi con gái qua đời, Ngọc Dầu có thời gian bỏ hát hay đi lang thang từ chiều tối tới hừng sáng. Suốt năm tháng trời, bà cứ đi tìm hiểu về những mảnh đời quanh mình để chiêm nghiệm về sự vô thường của cuộc sống. Bão số 12 đã đổ bộ vào đất liền, hàng nghìn nhà dân ở Khánh Hòa bị sập tường bay mái.
Bão số 12 đổ bộ vào bờ, gây gió giật mạnh kèm theo mưa lớn tại Khánh Hòa, khiến nhà người dân bị hại hoàn toàn, cây cối đổ la liệt. Theo lãnh đạo huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, thông tin trên báo Khánh Hòa từ khoảng 1 giờ sáng ngày 4 tháng 11, trên địa bàn huyện bắt đầu có gió mạnh kèm theo mưa lớn. Đến khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, lượng mưa có giảm nhưng sức gió tăng lên rất mạnh, khiến hệ thống điện trên địa bàn hư hỏng buộc phải cắt điện. Hàng nghìn căn nhà của người dân trên địa bàn bị tốc mái sập tường, cây cối đổ ngã, cột điện bị ngã, nhiều công trình trường học, trụ sở các cơ quan bị hư hỏng nặng, sóng biển cao 8 mét. Nhiều lồng bè nuôi trồng hải sản của người dân bị sóng đánh vỡ. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện vẫn chưa thống kê được tình hình thiệt hại về người và tài sản. Một cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, Khánh Hòa cho biết, toàn thành phố đã mất điện, gió mạnh lên từ lúc 5 giờ 30, một số biển quảng cáo đã bị gió gật đổ. Hàng trăm người sơ tán vẫn đang tạm trú tại các trường học, nhà văn hóa thôn. Trên đường, tôn nhà bay khắp nơi, hàng loạt cây xanh ngã đổ, sóng biển cao 6-8 mét, nhiều khu vực cúp điện, cây đổ, nhà tốc mái. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Ninh Hòa, đến 17 giờ ngày 3 tháng 11, trên địa bàn đã có 2 người chết và 1 người mất tích. Một căn nhà bị sập hoàn toàn, 3 căn nhà bị sập vách tốc mái, hàng trăm hecta hoa màu, lúa, mía bị ngập úng. Có 2.440 con gia cầm và 201 con gia súc bị cuốn trôi và chết. 27 hecta nuôi trồng thủy sản bị ngập, 2.530 mét nương thủy bị hư hỏng. Trên quốc lộ 1 từ Cam Ranh về Nha Trang, gió giật dữ dội. Tôn nhà hai bên đường, tốc mái bay khắp nơi, hàng loạt cây xanh ngã chắn ngang đường bộ và sắt khiến nhiều xe khách tàu Bắc Nam phải dừng lại. Các trụ bơm của cây xăng bị gió quật ngã, ghi nhận trên báo. Bộ trưởng ông Nguyễn Xuân Cường đang có mặt tại Khánh Hòa cho biết, bão số 12 đã đổ bộ vào Khánh Hòa, Phú Yên với cường độ giật cấp 12, mưa rất lớn. Qua thị sát sáng nay cho thấy, điều lo ngại nhất là phải tập trung cao độ để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Phương Mỹ Chi nhận 6.000 đô một show diễn, vậy còn các cát-xê của những sao nhí khác. Giá các cát-xê quá cao, hỏi sao nhiều gia đình các em đi thi game show để nổi tiếng, thậm chí nhiều bé còn mất đi tuổi thơ vì không có thời gian vui chơi cùng bạn bè. Quang Anh, 10 triệu một show nhỏ, có show lên tới 27 triệu đồng. Quang Anh thi giọng hát Việt nhí cùng năm với Phương Mỹ Chi và đăng quang ngôi vị quán quân, cũng giống như cô bé dân ca. Quang Anh cũng chiếm trọn cảm tình của khán giả bởi giọng hát đầy nội lực cùng phong cách trình diễn thu hút. Thay vì miệt mài chạy show, Quang Anh lại dành phần lớn thời gian cho việc học và chỉ thỉnh thoảng đi diễn. Tuy nhiên, mức cát xê của Quang Anh cũng không phải hạng xoàng. Năm 2014, thời điểm vừa đăng quang giọng hát Việt nhí, Quang Anh nhận 10 triệu đồng khi hát show nhỏ, có show lớn lên tới 27 triệu đồng. Tin, cát xê tăng gấp 10 lần sau show diễn đầu tiên, một năm kiếm 400 triệu đồng. Sở hữu ngoại hình mẫm mỉm cùng lối diễn xuất duyên dáng, Tin gây ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ. Bé từng đoạt ngôi vị cao nhất cuộc thi quán quân Tí Hon mùa 2. Năm 2016, bà ngoại của Tin tiết lộ kiếm được 300.000 đồng cho đêm diễn đầu tiên. Đúng như lời hứa, bầu show đã tăng giá cát xê của Tin lên đến 10 lần vào đêm thứ hai, từ 300.000 đồng thành 3 triệu đồng. Trong vòng hơn một tháng, ngày nào Tin cũng đi diễn, mỗi đêm có khi 3 show, kiếm được 10 triệu đồng một đêm. Đợt Tết đó, Tin đã kiếm hơn 400 triệu đồng. Con số này quả là lớn so với một cậu bé 5 tuổi, bà ngoại Tin chia sẻ. Cô Tin diễn 3 ngày nhận cát xê 7.500 đô, khoảng 170 triệu đồng. Năm 2015, Cô Tin trở thành một hiện tượng mạng, với fanpage sở hữu hàng trăm ngàn thành viên. Cậu bé ghi đậm dấu ấn trong lòng công chúng khi thuộc rất nhiều bài hát và thể hiện cùng vũ đạo vô cùng dễ thương. Giữa năm 2016, mẹ Cô Tin cho biết nhận được hợp đồng đi Mỹ biểu diễn trong 3 ngày với mức cát xê lên đến 7.500 đô, khoảng 170 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình đã từ chối vì trùng lịch trình. Lê Phương thừa nhận bị mẹ chồng ghét vì có con riêng và lớn tuổi hơn chồng. Lê Phương khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ về mối quan hệ với mẹ chồng. Theo đó, trên sân khấu hát câu chuyện tình, cô tâm sự từng bị mẹ chồng không thích vì lớn tuổi hơn con trai bà.
Sau gần 2 năm chia tay Quách Ngọc Hoan, Lê Phương đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn trai kém tuổi Trung Kiên. Cách đây không lâu, cặp đôi Lê Phương Trung Kiên hạnh phúc tổ chức tiệc mừng đám cưới với sự chúc phúc của đông đảo người thân và bạn bè. Mới đây trong một chương trình, cặp vợ chồng Lê Phương Trung Kiên cùng nhau trải lòng với khán giả về tổ ấm của mình sau khi về chung một nhà. Cả hai vợ chồng bồi hồi kể lại những chuyện khó khăn đã qua để đến được với nhau và không quên nắm tay nhau trong buổi nói chuyện. Lê Phương và Trung Kiên chia sẻ về hạnh phúc của mình sau hôn nhân. Cả hai vợ chồng cùng song ca trên sân khấu. Theo đó, trong suốt thời gian yêu nhau, nữ diễn viên đã cố gắng thể hiện tình yêu của mình đối với Trung Kiên để gia đình anh có thể chấp nhận cô. Vì tình yêu chân thành với Lê Phương, Trung Kiên đã chấp nhận mọi định kiến để cả hai có thể tiến tới cái hôn nhân đầy viên mãn. Trước khi đến với người đàn ông nhỏ hơn mình 7 tuổi, Lê Phương từng lỡ một chuyến đò và có một đứa con với người chồng trước. Lê Phương thừa nhận đây là rào cản lớn nhất của cô với gia đình Trung Kiên. Lê Phương nói, người ta không thích mình thì mình phải làm cho người ta thương mình, mà đó lại là mẹ của người mình thương. Giống như Kiên từng bị mẹ ngăn cản khi đến với nhau, Kiên đã nói với em, anh chỉ có yêu con gái của mẹ thôi, chứ anh không làm gì sai hết. Thì em cũng vậy, em cũng vì thương con trai của mẹ, em sẽ dành hết tình thương cho Trung Kiên. Cô đã cố gắng thể hiện tình yêu của mình đối với Trung Kiên để gia đình anh có thể chấp nhận mình. Vì tình yêu đích thật đối với Lê Phương, Trung Kiên bất chấp mọi định kiến để cả hai có thể tiến tới và yêu thương cậu con trai nhỏ của Lê Phương. Trong ngày đám cưới, vợ chồng Lê Phương Trung Kiên chụp hình cùng bố mẹ hai bên để chuẩn bị ra nhà hàng tổ chức tiệc cưới.